Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm, ngày 5 tháng 9, 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có phóng sự cộng đồng. Trong phần 2 là chương trình Chào Washington. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt Hội Y tế vùng Hoa Thịnh Đốn do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Của SPTN Washington DC. Kính chào quý vị, kính chào quý vị. Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã có một đêm dạ tiệc và dạ vũ tại nhà hàng Harvest Moon thành phố Fort Church, Virginia vào ngày thứ Bảy 31 tháng 8 2019. Chúng tôi xin tự giới thiệu là nha sĩ Phạm Hiếu Anh, Tổng Thư ký Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2019-2020. Xin thay mặt Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ, chúng tôi xin hân hoan chào đón tất cả các quý vị. Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã được thành lập vào năm 1979 do cố bác sĩ Trần Đình Đệ, gồm có y nha, dược sĩ, y tá, vân vân. Hội đã làm việc và hỗ trợ cho cộng đồng, cho xã hội vùng Hoa Thịnh Đốn hơn 39 năm qua. Vào chiều thứ Bảy của cuối tháng 8 mùa hè 2019, hội đã có một đêm dạ tiệc và dạ vũ mùa thu tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fort Church, Virginia. Rất may mắn, năm nay đêm dạ tiệc dạ vũ lại rơi vào tuần lễ của ngày lễ lao động. Vì thế, thu hút được rất nhiều các gia đình thân hữu của Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ, cũng như những gia đình và những khách mời từ các tiểu bang xa. Sau phần nghi lễ chào quốc kỳ, quốc ca và phút mặc niệm, ông Trần Kim Long, tân chủ tịch Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ, đã gửi lời cảm tạ và chào mừng mọi người. Kế đến, ông cũng giới thiệu thành phần ban chấp hành của nhiệm kỳ 2019-2021. Vì trời sắp vào thu, những bài nhạc trữ tình trước 1975, những bài nhạc Pháp Lời Yêu Thương, Mùa Thu Cho Em, Mùa Thu Không Trở Lại, hay những liên khúc nhạc Pháp và bài Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng đã được kết thúc phần trình diễn của các ca sĩ của hội. Không gian lắng động để mọi người được thưởng thức giọng ca của Ý Lan và cũng như những bài hát thật vui nhộn hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau 12 giờ 20, chương trình mới chấm dứt. Sau đây là lời chia sẻ của ông Tân Hội trưởng Dược sĩ Trần Kim Long. Năm nay thì nó đặc biệt con cái đó là nói thẳng ra là Hội Y tế lần đầu tiên, Hội Y tế miền Đông Hoa Kỳ lần đầu tiên tổ chức một buổi dạ tiệc và dạ vũ. Chúng tôi coi như là một cái sinh hoạt của hội từ đây về sau. Và đây cũng là coi như là buổi dạ vũ, dạ tiệc lần đầu tiên trong vòng 37 năm nay. Thì mục đích của tôi đó thì có muốn những cái sinh hoạt nó liên tục để anh em thứ nhất là trong hội y tế có cơ hội để gặp gỡ nhau, để hàn huyên với nhau và để trao dồi những tin tức. Và cái quan trọng nhất là đó là cũng một dịp là để hội y tế sinh hoạt với cộng đồng bạn ở đây. Thì cái hội y tế thì nó bao gồm tất cả y nha, dược sĩ và y tá.
và những cái ngành mà liên quan đến ngành y tế, mọi ngành thì chúng tôi gọi tổng quát đó là y tế. Chúng tôi cũng có rất nhiều bạn trẻ y nha dược sĩ cũng là hội viên của hội y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, như Bích Phượng đã biết, cái vùng này thì nhóm y nha dược sĩ rất là trẻ, rất là nhiều. Chúng tôi có hy vọng trong tương lai kêu gọi sự gia nhập của cái nhóm trẻ để nối tiếp những người trong quá khứ, chẳng hạn như tôi. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là một bác sĩ rất trẻ và đẹp, bác sĩ Nguyễn Văn Anh. Cô có hai phòng mạch ở Annandale và Fairfax. Kính thưa bác sĩ, hôm nay bác sĩ có mặt ở đây có phải là lần đầu tiên hay là đã đến nhiều lần rồi? Hai, Vân Anh với chồng của Vân Anh, hai người là bác sĩ ở trong cái vùng đây đã giúp đỡ cái hội y tế này cũng cho 10 năm rồi. Hội y tế này đã ở đây cho cũng phải 30 năm, cũng có nhiều người bác sĩ, nha sĩ ở trong cái hội đó. Mấy năm trước thì hội y tế có giúp để cho làm cái health fair, cho check sugar với check tăng xong, bây giờ thì cũng không có làm được nữa. Mà mỗi năm cho Tết thì hội y tế cũng có ở đó cho giúp đỡ cộng đồng. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là bác sĩ Nguyễn Quang Phong. Kính thưa bác sĩ, xin bác sĩ chia sẻ với khán giả của đài SPTN về những sinh hoạt của hội y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ những năm vừa qua. Hội này đã làm rất là nhiều cuộc dạy giáo dục cho sinh viên trường thuốc và những người bác sĩ ở đây về chuyên khoa. Okay. Hội này rất là active, giúp cộng đồng, chữa miễn phí cho cộng đồng. Mỗi một năm là có một cái chuyện như vậy, xong rồi trong những hội có hội viên đi về Việt Nam giúp cho dân Việt Nam. Tôi là tham gia với hội được 30 năm, mà tôi rất là muốn hội tiếp tục những cái activity rất tốt cho cộng đồng Việt Nam, mà rất là muốn mong muốn là những người y sĩ trẻ, nha sĩ, dược sĩ, từ sinh viên cho tới lúc mới ra trường đang đi làm, tiếp tục vào hội và tiếp tục được cái hội này cho nó phồn thịnh trong vòng 10 năm vừa tới. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là dược sĩ Thúy Họa đến từ tiểu bang Connecticut lần đầu tiên. Kính thưa dược sĩ, xin dược sĩ cho khán giả của đài biết được cơ duyên nào dược sĩ đã đến đây và cảm nghĩ về hội y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Đã Thúy Họa được anh tân chủ tịch Trần Kim Long mời tới đây để cùng vui với tất cả các anh chị em ở hội y tế này. Thúy Họa vừa bước vô đã thấy ở trong phòng đông đủ mọi người, thấy vui quá, náo nhiệt quá, mong cho hội miền Đông Bắc, hội y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ được thành công mỹ mãn và sẽ có nhiều dịp như vậy mãi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự dạ tiệc và dạ vũ Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ tại thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Ban tổ chức Ngày Hội Ngộ Sư Đoàn 9 Bộ Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 2019 trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý huynh trưởng và quý chiến hữu Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, quý huynh trưởng, quý niên trưởng và quý chiến hữu Sư đoàn 9 Quân lực Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, quý hội đoàn cựu quân nhân Nam California, quý hội đoàn dân sự, quý hội ái hữu Nam California, quý truyền thông, truyền hình, báo chí Nam California, cùng toàn thể quý đồng hương và quý thân hữu, vui lòng dành chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi họp mặt của Đại gia đình Sư đoàn 9 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa khắp nơi tại hải ngoại về đoàn tụ, được tổ chức tại địa điểm nhà hàng Paracel Seafood 15583-15589 Brookhurst Street, Westminster, California 92683, telephone 714-775-3077.